Rồi, giới thiệu với mọi người, đây là một cây đàn ngoại nhập khẩu chính hãng của hãng Kayson. Hãng này thì làm cả guitar, cả ukulele và cả phụ kiện đều rất là tốt. Đó. Cái đàn này là phân khúc cao cấp với cấu hình là full solid, gỗ nguyên tấm 100% và gỗ đều nhập khẩu đấy các bạn. Mặt tốp là gỗ thông, gỗ thịt luôn, lưng hông là gỗ mahogany. Đó. Thiết kế thì design thì mình thấy cái này quá là đẹp luôn đấy. Các bạn có thể nhìn không? Đều là gỗ tự nhiên này. Nó có một gỗ lớp gỗ đỏ giống như là gỗ giáng hương màu đỏ ấy. Hai bên là lớp gỗ trắng. Chạy đường viền. Đó. Rất là cao cấp luôn. Thường thì những cái cây mà gỗ giáng hương đỏ này là những cây rất là cao cấp. Ngày xưa mình chơi guitar Acer ấy là cái hãng mà nó hay làm cái gỗ này. Đó, thậm chí là cả cái mặt sau cái cần đàn làm theo kiểu cần đàn kim cương. Nó sẽ làm cho cái cần đàn tăng độ chắc chắn lên rất nhiều lần. Vì là khi chúng ta rơi đấy thì thường thường cái vị trí gãy nhiều nhất sẽ nằm ở đây và tự nhiên nó ụ lên thành hình viên kim cương này rất là chắc chắn đó. Ngay cả thiết kế miệng lỗ các bạn nhìn xem, nó lấy hơi hướng của những cây đàn Taylor cao cấp đó. À, giữa là gầm tre, hai bên là gỗ, nó giống những phiên bản Taylor 9 đó. Còn đây là cái inlay khắc bằng gỗ 100%, lấy từ những phiên bản của Taylor qua đấy, cây K14CE. Rồi bộ khóa cũng vậy, bộ khóa này thì là bộ khóa được làm theo thiết kế của Goton 5 đấy. Đó. Mức giá thì các bạn sẽ hơi sốc đó. Một cái đàn cao cấp nhập ngoại full solid. Bộ dây đi kèm cũng là bộ dây Dario ESP hơn 300 nghìn. Mà giá của nó đang ưu đãi còn 5 triệu 7. Shop tặng thêm gói phụ kiện trị giá hơn 250 nghìn nữa. Tức là cái đàn này chưa đến 5 triệu rưỡi. Chưa đến 5 triệu rưỡi nếu mà các bạn mua hàng ngoại của những hãng nổi tiếng hơn thì các bạn chỉ mua được phân khúc trung cấp là cùng thôi, tức là tốt solid thôi, tốt gỗ thịt thôi. Nhưng nếu các bạn không quá quan trọng yếu tố thương hiệu mà các bạn quan trọng đến sự hiệu quả, các bạn mua của những thương hiệu nó chưa nổi tiếng bằng thì các bạn đổi lại sẽ được cái chất lượng về cấu hình vượt trội hơn hẳn. Cấu hình này nó sẽ quyết định đến âm thanh trong tương lai. Một cái đàn full solid với gỗ tốt như thế này đó, với gỗ tốt như thế này thì càng chơi nó sẽ càng vỡ tiếng càng hay. Sự vỡ tiếng nó xảy ra nhiều với gỗ thịt đấy các bạn nhé, khi mà gỗ nó ổn định. Đó. Nhìn chung là ngày xưa khi mà mình nghiên cứu mình nhập cái này về bán là vì cái thiết kế nó nhìn nó tây quá, nó tây mà theo cái kiểu Taylor đấy, nó đẹp tỉ mỉ đó và âm thanh các thứ đều ok. Thì tại vì có nhiều người tâm sự với mình là em chỉ có hơn 5 triệu thôi nhưng mà em muốn mua đàn ngoại nhưng mà gỗ thịt thì gần như chỉ có cây này thôi. Đó. Đàn ngoại là vì là họ làm ổn định, họ làm bằng máy móc công nghệ cao cho nên là nó tinh xảo hơn. Đó. Nhưng nói qua nói lại quan trọng nhất vẫn là âm thanh. Mình bán cái này cũng mấy năm nay rồi chưa có ai bảo hành bất cứ một cái lỗi gì cả cho nên độ bền thì các bạn cũng khá là tin tưởng. Nhưng mà âm thanh chúng ta thử nhé, mình đang thử bằng điện thoại đó các bạn. Sạch sẽ, tiếng bát này ngân và tiếng chép cũng nội lực, tức là nó có một cái độ cân bằng. Thường thì làm cây đàn tiếng ấm thì nó sẽ không quá khó, nhưng mà làm cây đàn mà tiếng chép nó vẫn được đẹp thì nó sẽ phải đòi hỏi yếu tố công nghệ đây. Đó. Rất vang. Vang luôn, mặc dù giọng mình rất to nhưng khi mà đánh với cái đàn thì các bạn thấy mình chưa cần phải dùng đến hết lực đó, mình vẫn đang đánh tinh tế chưa cần dùng. Nếu mà các bạn ra ngoài trời các bạn muốn đánh to hơn thì vẫn được đó. Khi mà mình nhập về mình rất là thích. Về cái mức giá, nếu mà các bạn chọn cái đàn trên 10 triệu thì mình không nói, nhưng mà khoảng tầm dưới 10 triệu, đặc biệt là dưới 6 triệu thì theo mình quan tâm nhiều đến cái sự hiệu quả. Đó. Trừ khi những người là quá cuồng thương hiệu thôi, còn quan trọng là hiệu quả. Còn trên 10 triệu thì chúng ta mới cân nhắc nhiều hơn về thương hiệu phải nổi tiếng hay này kia.
Đó, cái đàn này thì mình đã từng hẹn với mọi người là sẽ review nhưng mà chưa có thời gian review chính thức. Đây cũng không phải là clip review đâu, đây là clip mà nói nhanh thôi. Đó, nhưng mà lý do chưa review chính là gì? Cứ lúc mà mình định review là nó bị cháy hàng. Có nhiều người chờ mình review để mua nhưng cuối cùng họ xem một ảnh họ thấy đẹp quá, rồi là họ cũng mua luôn, họ về họ feedback tốt quá trời. Hay là lúc mà ở Hồ Chí Minh cũng thế, có nhiều bạn chạy qua ấy, mua luôn. Thậm chí có những bạn định mua của hãng khác rồi, đến thấy cái này hay, mua. Cho nên mấy lần rồi, mấy lần mình định cứ định review là lại bị bán cháy hàng. Thành ra nó như một cái dớp đó, nó cứ nhây nhây bây giờ nó chưa review. Thì để một cái dịp nào đó mình sẽ làm. Còn đây là tại vì có một anh khách hàng của mình cũng đang cần gấp một cái clip review nhanh, cho nên là mình làm cho anh ấy thôi. Ok, cảm ơn các bạn.